Lốp sau của nó thì vẫn là lốp zin anh em nha, mà kiểu lốp thì nó như thế này thôi chứ không phải là đắp đâu anh em nha. Kiểu lốp này như này khá là dày đây, cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, mà chạy thì loại này thì cũng khá là nhả đất này. Hai lốp này thì nó cũng hơi hơi răng nhẹ thôi, tuy nhiên vẫn còn chạy được bình thường anh em nha. Có một bánh đây thì đây, có một lốp đây thì đây này, đây lốp đây thì họ có gia cố thêm một cái miếng đây anh em nha, miếng đây có gia cố thêm này. Nhưng chạy bình thường thôi, cũng không ảnh hưởng gì lắm. Rồi mình sẽ quay phần máy cho anh em ha. Đây, máy đây anh em nha. Đây, đây là phần bên bên kia ống bô nha. Đây là phần bên ống bô đây anh em. Chi tiết hơn đây để đây anh em nha. Bô này. Cái này thì bên trên máy thì vẫn còn màu nguyên bản này anh em nha. Bên dưới thì có dặm lại này. Có dặm nó sơn lại này. Còn bên trên trên nắp máy cho anh em. Đây, nắp cò của nó đây. Cò đây anh em nha. Cò màu vẫn còn rất là đẹp, vẫn màu zin đây. Này thì vẫn tem zin của nó anh em nha. Chưa có thay tem khác này, vẫn tem zin này. Tem zin. Dàn áo này thì có dặm lại rồi anh em nha. Có phun lại rồi đây. Tem thì vẫn tem zin của nó đây. Đây. Quay bên phần heo máy cho anh em ha. Khá là khô đây. Dòng Kuta này thì thường máy nó rất là bền anh em nha. Máy rồi rất là bền. Bình nước vẫn còn luôn này, vẫn còn nguyên bình nước này. À, xa hơn cho anh em thấy tổng quan về máy hơn, máy thì còn cũng tương đối đẹp đấy nè. À, phần ổ lái này còn đẹp quá trời luôn, lái cũng còn đẹp. Cái này lái cũng khá là nhẹ đó, tí nữa mình sẽ thử cho anh em ha. Rồi mình sẽ ra test qua phần khúc số cho anh em này, quay qua khúc số này. Đó, số của nó đây anh em nha. Bên dưới này. Dưới có số này. Hơi lóa chút nha. Rồi, giờ mình sẽ test máy nổ cho anh em ha. Đây anh em nha, động cơ đã được nổ rồi đó. Khói, không có tí khói đâu anh em. Tập ga đi quá thôi. Đây anh em nha. Rất là ngọt anh em nha, máy rất là bốc. Máy rất là bốc đó. Rồi test số đi quá. À, mình sẽ test số chạy cho anh em ha.
Ok. Số chạy vẫn còn êm ái anh em nha. Che lui đi anh ơi. Chạy bình thường hết anh em nha. Chạy rất là êm. Rồi quay thử tay lái đây. Đứng một chỗ quay tay lái kìa. Trợ lực vẫn còn anh em nha. Trợ lực vẫn còn nhẹ đó. Bao nhẹ luôn. Rồi. Test ben nè. Để hạ xuống à. Này giờ cho khóa ben lên xuống bình thường mà. Rồi được rồi. Cái này thì dùng ben cơ này thì không có trục trặc đâu anh em nha. Nó vẫn lên xuống bình thường. Rồi, cảm ơn anh em nha. Mình sẽ phần về phần mình xe xong rồi mình sẽ quay thêm cái dàn sới cho anh em ha. Đây, sới của xe đây anh em nha. Sới Kubota đây. Này thì có sơn lại rồi anh em nha. Sới Kubota đây. Sới này thì cũng đang chạy bình thường đây anh em nha. Vẫn còn này. Vẫn còn lắc qua lắc lại được, vẫn chạy bình thường đây. Hi, chào tất cả anh em nha. Nay thì mấy anh em ở Bình Định lên ủng hộ đây. Test Kuta 3202 xe dân dùng để anh em nha. Anh có gầy xuống mặt không hả? Anh có gầy xuống mặt không hả? Luôn thấy trạng này. Rồi cứ chạy cái tầng tầng dạ tầng nhanh chậm của nó đây, tầng đây là nhanh rồi nè. Nhanh rồi, nhanh rồi. Còn đây thì chậm hơn, còn về dưới đây thì chậm hơn nữa rồi. Rồi. Dạ, rồi còn số 1 2 3 4 thì mình cứ vô trên đó thôi nha. Cái này xe dân dùng cho anh em nha.